Xung quanh chúng ta luôn tồn tại những câu chuyện tâm linh mà khoa học vẫn chưa thể lý giải được. Từ những con nghiệm, góc phố, kể cả chính căn nhà trọ mà bạn đang ở. Ngân là một cô gái chăm chỉ, nhưng tính cách khá là kiêu ngạo, và đặc biệt là không tin vào chuyện tâm linh. Đó là vào một ngày mà Ngân vừa chuyển sang căn trọ mới. Hello bà già. Ủa, mới sáng sớm đi đâu vậy bà? Thì tao qua thăm mày chứ đi đâu. Sao, nhà trọ mới ổn không? Thì cũng tạm ổn. Thôi vô đi. Ê, phòng trọ mới của tao hơi bừa bộn xíu, thông cảm nha. Ừ, không sao đâu. Ê, mà tao nghe nói á, là dọn qua phòng trọ mới á, là phải mua đồ về cúng á. Mày có biết điều đó không vậy? Cúng ai má? Thì người đó chứ còn ai nữa. Trời ơi, mày khùng quá. Mày kêu người đó ra tao cúng cho. Trời ơi, mày không sợ hả? Sợ gì? Mày á, coi phim ma chứ sợ này sợ nọ. Dạ, alo. Dạ. Dạ, em biết rồi. Dạ. Thôi, tao có việc về trước đây. Bữa sau tao qua thăm mày nha. Bây giờ lẹ giùm tao cái đi. Sáng giờ gặp chuyện tào lao, giờ mày qua án con nữa. Bye bye nha. Bye bye. Không hẹn gặp lại nha. Tao biết ngay là mày sẽ như vậy mà. Tao đã chuẩn bị sẵn cho mày rồi. Rồi mình sẽ phải hối hận. Ai vậy? Rảnh quá. Có giỏi thì ra đây. Mới chợt mắt được có một xíu. Thank you.
Vậy nên chúng ta phải biết tôn trọng những người đã khuất, có thờ có thiêng, có kiêng có lành.